Chào các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình với bà xã mình in mấy cái áo các bạn ơi. Bà xã đang cắt giấy để in nè. Cái giấy sau khi mình in ra mình cắt bỏ bốn cái góc nha các bạn. Mình cắt bỏ đi vì cái giấy này khi qua máy in nó bị ngấm mực mấy cái cạnh á, bốn cạnh á, nên mình phải cắt bỏ. Máy mình mở chừng nào đủ nhiệt độ 200 độ C mình mới ép nha các bạn. Đây là hình mặt sau. Mình in ngược, mình lật lại mình mới đọc thuận được. Vượt gian nan, đập tan thử thách. Xả mình ép nha các bạn. Ép mặt sau, mình ép mặt sau trước. Rồi xong mặt sau mình mới ép mặt trước. Đây. Sản phẩm mình ra nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Hình con này mặt trước nha các bạn. Giờ mình in mặt sau trước. Lát nữa mình sẽ in mặt trước cái hình này.